nông dân cộng sản Dương Vi xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay á, Dương Vi sẽ nói về một cái chủ đề mà các thế lực thù địch phản động, các nhà đấu tranh dân chủ cuội đần độn đấy hay gán ghép cho những người phản biện lại những cái luận điệu xuyên tạc của bọn chúng ấy. Bọn chúng cho là những người đó là bò đỏ dư luận viên AK-47. Với cái cụm từ là bò đỏ dư luận viên AK-47 đó, tối hôm nay với cái chủ đề đó Dương Vi sẽ đi phân tích từng phần một. Đấy, đối với các thế lực thù địch phản động á, đặc biệt là các nhà đấu tranh dân chủ cuội, những Facebooker, bọn chúng thường xuyên nói những người tham gia đấu tranh trên cộng đồng mạng này này phản biện lại những luận điệu của bọn chúng ấy, chống lại những cái việc bọn chúng làm, như là chế ảnh, ghép ảnh để xuyên tạc chống phá đảng nhà nước, đặc biệt là xuyên tạc chế ảnh để xuyên tạc lãnh tụ đấy với các lãnh đạo của đảng nhà nước. Thêm vào đó nữa, bọn chúng còn chế ảnh, ghép ảnh, làm video đăng ở trên Facebook, YouTube đối với những người thường xuyên tham gia đấu tranh phản biện ở trên các diễn đàn của những cái thành phần phản động, đặc biệt là những cái diễn đàn của các Facebooker nó live stream để kêu gọi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, chống phá đất nước ta. Riêng diễn đàn của Dương Vi muốn phản biện như nào phản biện, muốn làm gì làm, phải lịch sự thì Dương Vi cho ở lại, còn xuyên tạc về lãnh tụ Dương Vi sẽ cho ra khỏi diễn đàn, cho xuống hầm cầu ngay. Thứ nhất là lãnh tụ, thứ hai là về lịch sử. Đấy là hai cái điều tối kỵ trong diễn đàn của Dương Vi. Đối với những thành phần đó, nó làm cái video ghép hình ghép ảnh đấy, thường xuyên chống phá lại những cái quan điểm chính trị của đảng nhà nước đấy. Mà đặc biệt như hôm qua bọn chúng đã làm một cái video có Dương Vi này, Trần Nhật Quang này, đấy, chú Trần Nhật Quang này, chú Trần Siêu này, chị Thái Ngọc Nhiên này, cả anh Phùng Nên này, hôm nay có cả chú Bằng Nguyễn này, rất là nhiều người. Bọn chúng cho rằng dư luận viên bò đỏ AK-47, bò đỏ là gì? Bọn chúng nói bò đỏ là những người cuồng đảng, cuồng lãnh tụ, yêu mến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại ấy, một cách thái quá. Bọn chúng cho là vậy, nên bọn chúng ghét cho những người thường xuyên lên phản biện bọn chúng là bò đỏ. Cái thứ hai, bọn chúng nói là dư luận viên. Dư luận viên ở đây là gì? Bọn chúng nghĩ những người này được ban tuyên giáo, người ta chỉ thị, chỉ đạo để lên đây phản biện lại những cái, phản bác lại những cái luận điệu chống phá, xuyên tạc đảng, nhà nước, chính quyền, kêu gọi kích động người dân tham gia vào những cái hội đoàn để chống đối đảng, nhà nước này này. Đấy, bọn chúng cho những người đó là dư luận viên thuộc ban tuyên giáo, quản lý. Còn AK-47 thì bọn chúng cho rằng những người này này là những người thuộc lực lượng 47 trong quân đội. Nhưng mà cái đó hoàn toàn sai nhá. Dương Vi xin nhắc lại, những người dám thò mặt lên đây mở diễn đàn phản biện lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch là một. Cái thứ hai là các Facebooker là những người đấy chỉ là một người nông dân đơn thuần như nông dân cộng sản Dương Vi này thôi. Họ là ai? Họ là những người có chứng kiến rõ ràng cái đường lối tư tưởng chính trị của họ luôn luôn là vững chắc, không nghe theo, không dao động, không lung lay, không nghe theo những cái luận điệu xuyên tạc của bọn chúng trong suốt cái thời gian vừa qua, đặc biệt là từ lúc Facebook nó cho live stream trực tiếp. Mà trước đấy chưa có live stream trực tiếp là bọn chúng chủ yếu là ghép hình, chế hình, viết bài để xuyên tạc, kêu gọi kích động. Đó. Còn bây giờ được live stream trực tiếp thì bọn chúng cho rằng những người đó là AK-47 các thứ ấy,
là dư luận viên ấy. Những người này lên đây phản biện này, như Dương Vi này, rất là nhiều anh em ở trong nước, thậm chí những người ở nước ngoài thì bọn chúng cũng cho rằng là cuồng hồ cuồng đảng đấy, là bò đỏ. Nhưng mà thực tế đó là những người người ta nhìn nhận cái quan điểm rõ ràng bảo vệ cái đường lối, quan điểm đường lối chính trị của đảng, cái tư tưởng của Hồ Chí Minh, đó là cái điều quan trọng nhất. Cái ý chí của người ta, người ta xác định rõ ràng, cái mục tiêu rõ ràng. Đối với đất nước Việt Nam chỉ có một con đường duy nhất, đó là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Mà dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì bọn chúng cho là những người đó là bò đỏ, là dư luận viên, là AK-47. Dương Vi xin nhắc lại, những người đó chỉ là những người nông dân bình thường. Chẳng qua cái quan điểm, cái tư tưởng chính trị của người ta luôn luôn vững vàng. Người ta lên đây bảo vệ cái đúng, cái chân lý của Đảng, cái lý tưởng cách mạng vĩ đại của một Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấy là cái điều quan trọng nhất. Các vị muốn xuyên tạc như nào xuyên tạc, thậm chí chế hình ghép hình đối với những người như Dương Vi hoặc những người khác không có vấn đề gì cả. Nhưng có một cái điều này này, các vị muốn đấu tranh, muốn sờ được cái lông chân Đảng Cộng sản ấy, thì các vị tốt nhất đừng có ghép hình, chế hình những vị nguyên thủ quốc gia, những lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt hơn là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính cái điều đó làm cho người dân người ta càng căm ghét. Không phải những người như Dương Vi này lên đây phản biện mà rất là nhiều, thậm chí hàng trăm, hàng nghìn người, hàng triệu người ở trong đất nước và cả nhiều người ở ngoài nước, người ta cũng lên phản biện, phản bác lại những cái sai trái, những cái luận điệu xuyên tạc nó không đúng với thực tế, đặc biệt là về cái nền kinh tế chính trị xã hội ở trong đất nước Việt Nam này. Nhất là cái Tùng Lê này này, ở đây này, hai vợ chồng Tùng Lê này, hôm nay lại có thêm một em nữa ở bên Pháp, lại lôi được thêm một em nữa tham gia vào cái diễn đàn phản động chống phá đất nước. Dương Vi nói rồi, các vị ấy muốn chống phá đất nước thì các vị hãy về đất nước Việt Nam ăn ở cùng nhân dân, mà đi từ Nam ra Bắc, từ địa đầu Tổ quốc, cột cờ lũng cú Đồng Văn đến đất mũi Cà Mau, xem người dân từ Nam chí Bắc người ta ăn ở sinh hoạt sinh sống ra làm sao, ở thành phố thủ đô hoặc ở nông thôn người ta có cái cuộc sống và cái sinh hoạt nó ra làm sao. Cái điều đó là điều quan trọng. Các vị xuyên tạc những cái không có trên thực tế. Những cái ở trên thực tế thì các vị vu khống, nâng cao quan điểm, bịa đặt. Dương Vi nói nhiều lần rồi, cái tư tưởng của các vị ấy luôn luôn nhìn theo cái con đường chủ nghĩa tư bản. Mà cái con đường chủ nghĩa tư bản thì nó áp dụng được với những quốc gia khác, nó không phù hợp với đất nước Việt Nam, không phù hợp với nhân dân Việt Nam. Nếu mà phù hợp thì ngày trước, trước năm 1975 thì có rất là nhiều đảng phái. Nói từ trước năm 1975 rồi về trước nhé, rất là nhiều đảng phái. Nhưng không có một đảng nào nó ưu việt hơn Đảng Cộng sản để lãnh đạo đưa đất nước, đưa nhân dân, đưa đất nước Việt Nam giành thắng lợi trong những cuộc kháng chiến ác liệt nhất, đó là chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ. Sau năm 1975 lại chiến tranh biên giới Tây Nam, chiến tranh biên giới phía Bắc. Đấy là những cái thắng lợi to lớn nhất mà Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo nhân dân đứng lên bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa một cách thành công. Và sau năm 1995, Mỹ dỡ bỏ cái lệnh cấm vận hoàn toàn đối với Việt Nam ấy,
thì Việt Nam bắt đầu hội nhập kinh tế quốc tế. Từ đấy Đảng, Nhà nước, Chính phủ đưa đất nước Việt Nam đi lên con đường mới, giành được những cái thắng lợi mới, những cái mục tiêu mới rất là rõ ràng. Mà mọi người thấy đấy, những thành phố phát triển năng động bậc nhất ở khu vực Đông Nam châu Á, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, bây giờ có thêm thành phố Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, thủ đô Hà Nội được mệnh danh là thủ đô hòa bình của thế giới, cái đấy không ai phủ nhận được rồi. Thì các bạn xuyên tạc cái gì? Nhân dân đất nước Việt Nam ngày càng một đi lên, người dân được tự do, ấm no, hạnh phúc, có cuộc sống bình đẳng. Thì các vị cứ phải nhất thiết kêu gọi người dân là đứng lên đòi cái này, đòi cái nọ, đòi xóa bỏ điều 4 hiến pháp, đòi thực thi điều 25 hiến pháp. Như vậy các vị là ai? Các vị là những cái thành phần phản động, là các thế lực thù địch phản động, phản cách mạng, chứ không phải là người dân yêu nước gì cả. Các vị chỉ là những kẻ dân chủ cuội, những cái thành phần được cái chế độ cũ, là chế độ ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn cũ ấy, gieo rắc cái tư tưởng gọi là ăn bám, ăn nhờ ở đậu ấy, vào đầu óc các vị sâu quá rồi. Chính vì thế các vị càng ngày càng sai lầm, đi hết sai lầm này đến sai lầm khác. Các vị kêu gọi như vậy thì những người dân ở trong nước là ai, những người người ta chưa biết rõ bản chất của các vị thì người ta nhẹ dạ cả tin, người ta nghe theo các vị rồi làm sao vi phạm pháp luật, người ta bị vào tù thì gia đình nhà tan cửa nát, vợ chồng ly tán. Còn những kẻ cốt cán dân chủ cuội đần độn ở trong nước này tham gia vào các những phong trào phản động, phản cách mạng ấy, xuyên tạc Đảng, Nhà nước ấy, như Lê Minh Thể chẳng hạn, đấy là những thành phần nó quá ưa là ngáo chính trị, muốn đòi vé đi sang Mỹ, sang Canada hay sang Úc. Các vị cứ chửi bọn tôi là bò đỏ, là AK-47, là dư luận viên. Tôi nói cho nếu mà bọn tôi là bò đỏ, là AK-47, là dư luận viên thì bọn tôi là nội tổ của các vị. Thì bọn tôi phải dạy dỗ các vị. Nhưng mà dạy mãi bảo mãi bọn các vị không thể khôn lớn lên được, đầu óc không tỉnh ra được, càng ngày càng đần độn đi như vợ chồng Tùng Lê, như thằng Tân Thái Benny Trương ấy. Còn như Trương Quốc Huy ấy, nó là một thằng chống cộng cực đoan, có số có má, từng bị Tòa án Nhân dân Việt Nam kết án 5 năm 6 tháng tù giam, lãnh án. Sau đó hết 5 năm 6 tháng tù giam, trong vòng 5 năm quản chế, hắn vượt biên chạy qua Thái Lan, rồi qua Mỹ, bây giờ tiếp tục live stream xuyên tạc phản động, lôi báo chí ra, bắt đầu móc ngoáy, xuyên tạc đủ điều. Đấy là bản chất của Trương Quốc Huy. Còn rất là nhiều thành phần phản động. Đối với những thành phần phản động đó, cái bản chất bọn chúng ngụy vẫn là ngụy, không có gì tốt đẹp cả. Cái tư tưởng chính trị của bọn chúng ấy, luôn luôn muốn đưa đất nước Việt Nam, đưa nhân dân Việt Nam chúng ta đi theo một cái xu hướng mới, cái khuynh hướng mới. Mà ngày trước chính ở trong miền Nam Việt Nam này, trước năm 1975, từ giai đoạn 1956 đến 1975, có bao nhiêu cuộc bạo loạn, có bao nhiêu cuộc gọi là thanh trừng nội bộ,
có bao nhiêu cuộc đảo chính. Tính ra trong cái giai đoạn ấy hơn một chục cuộc đảo chính thanh trừng nội bộ. Mà cái bản chất của chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngày trước là gì? Nó thuộc gia đình trị, quyền lực thuộc về một tập thể gia đình. Chính vì thế nó mới sinh ra nhiều cái rất là bức xúc cho người dân. Chính cái điều đấy làm cho người dân người ta khổ. Nhưng mà cái đám ngụy quân ấy thì nó sướng, còn đám ngụy quyền nó còn sướng hơn, bởi vì nó nhận trực tiếp đô la của thằng Mỹ nó tài trợ. Còn cái đám ngụy quân nó đi lính, nó bán vũ khí đạn dược Mỹ cung cấp sang Lào, Campuchia. Rồi nó đến ở những nơi nông thôn ấy, đi tuần đi càn ấy, thấy gì cướp đấy, hiếp dâm giết người đốt nhà đủ kiểu. Do như vậy bà con nhân dân ở miền Nam Việt Nam người ta không chịu được, nên mới sinh ra thành lập ra cái mặt trận Việt Nam, mặt trận giải phóng, mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ấy, đúng không? Chính người dân miền Nam Việt Nam đứng lên đấu tranh chống lại cái chế độ Ba Sọc. Mà miền Bắc là gì? Là hậu phương vững chắc. Cái phương châm ở đây là gì? Ở miền Bắc đưa ra cái phương châm, cái khẩu hiệu: gạo không thiếu một cân, quân không thiếu một người, chi viện cho tiền tuyến lớn là miền Nam để đánh thắng giặc Mỹ, giành lại độc lập toàn vẹn lãnh thổ. Thì các vị thấy chính bà con mình, chính những người thân ấy, đồng bào mình này, người ta đứng lên, thì các vị phải hiểu rằng cái chế độ đó không tồn tại được ở Việt Nam. Đa nguyên làm gì? Đa đảng để làm gì? Để loạn lên như các nước khác à? Ngay cả bên Mỹ thôi, 51 tiểu bang thì 51 đảng phái, nhưng mà chủ yếu hai đảng nó cầm quyền, đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa cầm quyền suốt mấy trăm năm qua. Nhưng mà có tốt đẹp gì đâu, nhân dân đất nước Mỹ loạn lên, biểu tình biểu tọt, vác súng đạn ra bắn như pháo hoa, đốt nhà cửa, cướp của, hiếp dâm, giết người. Đấy, cái chế độ Dân Chủ ấy. Đấy, hay là Dân Chủ như kiểu thằng Iraq, Syria, Libya. Tất cả những nền Dân Chủ đó nó không phù hợp, không áp dụng vào cái đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam này được.